Tôi vào bên kia xem là nào. Cái con nhân vật này thì có mẹ đen đấy à? Ừ. Nổ đâu? Đây một nổ nè. Chưa chưa mẹ. Không, Lấy hai mở cái cái nổ logo luôn. tỏa sáng có TKB vẫn tắt nhanh kiểu cho số mở nó không giật ký nào, nhưng cái quan trọng nữa là đấy là Một con người TKB có đầu băng không? tiên Đấy, có của nó ở Việt Nam. băng. Thì Thủ. Em không có băng. bởi vì Em lấy hai nếu cái như nổ tôi luôn. để Bên trái, ý bên trái, bên thì con TKB không một 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 trái. Rồi không, bằng mẹ gốc không cần băng rồi đó. chiến thần tộc có NA không, ba xin không, phi cũng không đúng. À một Đến đúng rồi, 211 viên một nhưng mà băng được cái là tăng đạn cái gì nhỉ, 63%. được cái là cái gì nhỉ, cái boss ba viên khá nhanh. Không có sao rồi God. Clear lâu quá. Alo Alo, đâu sư à? alo. tình hình là Nhưng bây mà giờ có bây giờ ai bây giờ có team nào đang thiếu người không nhỉ? phun hết giáo sư ạ. Cái gì, Hiện tại là phun hết rồi Khánh ạ. cái gì man, Mà cái gì không hơi vào đen đâu. sớm tầm 10 phút, vào sớm tầm 10 phút Em là có sau đó luôn. sao đây? Như cái đồ bùa ấy, địch bại. Kéo bot lên, kéo bot lên, bắt ở dưới. Nhanh chạy lên. Đâu rồi? Không, phía Được không Obi là đã thấy điểm không lành rồi, đúng thế thật. em? Mình đi chơi rồi. Omi đi Hội An mà. Hội Tôi An đi rồi, chơi. Hội Omi đi chơi Đi bồi hai nhá. hôm. Có phải nói qua thêm là trong cái đó Scolago ấy Hai cái tỉnh thì tôi lại hóng con luôn thứ nhất, mà nó leo vào sáu, nó leo vào má sau khi lận bây giờ lắm sau khi mà con TKB 011 đã chính thức gọi là có mặt ở Việt Nam rồi vậy lại thì tôi sẽ đọc cho các ông những vũ khí sau mà tôi có thể học. tầm Một cùng là con băng mà S50, hai dòng này là ngon nè nhưng S50 mà là rất băng đạn tiếc leo ba 6 à băng đạn 10 viên, bao viên dự trữ. vì vậy có cái thân đồ Hai thuốc là con tự tin SCV được kép, không quá con này là con mất dạy. nó có rồi phải Nếu như lùi công đã từng cầm con G36C này hai sao mọc đỏ nè thì đến cái bản Oppo SCV kép 28 này tỷ lệ thì crit rồi nhìn nó còn ra 58 đây nhìn trông tôi khó phải nghiên chịu cứu quá. nhiều hơn. Hay là băng xanh Con có thứ cái ba hai là sao con mọc đỏ. USB97, con thứ tư là USB, bởi vì coi như đây là một phiên bản USB2.0 chấm hết. Còn lại tất cả những cái phiên những cái bản là Hay đúng đây. Scroll Watch như là búa hơi Tí này, phải lên cho 40 tỷ lệ được. búa hơi này, Đang để một con cục tỷ lệ Chris này, ngoài. cái SG, Anh Leon ơi. Cái coi con chuẩn anh có bạn ngồi chuẩn M8 không nhỉ? thì cũng không có gì À quá đặc quên. biệt cả hết. Ốp mì Có bảng nó ngồi chuẩn vô thì trong vẫn nó giá mà. vẫn là mọi range. Có bảng có chuẩn á. Có bảng có chuẩn ở trên Vãi cứt. đấy ở là cái Thông con số ý kiểu mà này sát cũng thương hơi boss ảo đấy chứ suy không nghĩ, phải là bởi vì sát là thương cơ bản à sát thương tăng đâu. bởi vì cái vấn đề là con Boss TKB chỉ để 011 điểm này, thôi như Don nói rồi. Chứ giờ mình đi farm mà. con 011 này là nó dùng cỡ đạn là 5, trong Đã game làm đi gì là có nó đủ dùng cỡ cơ đạn để mà gì 93.9. nhờ đi lao top. Nên đem full boss giờ xong rồi hai bắn quái thượng cho nó. Đúng rồi. Ai bắn? Mày phải lia nhanh chứ, lia quá nhanh thì cộng 5. Ông nữa là cái hai gì đây. Một Máu ở có trên thân cấp được 1. ngon lành ngay ạ. Bầu gõ up đi và nó lên cái lồn mẹ chỉ để trụ ạ. Vãi lồn MG8 chỉ để trụ Mao. À, là thôi một lồng mà máu yếu là hết rồi. sập sát thương Không, 15% với lại cả hồi HP thằng em có ôi. băng không? Thôi không có tin thì đi pub vậy. Sắp tạm thôi đủ hết 33 rồi giáo sư ạ. Ừ, thôi đi bác. Xuống xuống đem Khánh ạ. Rồi, có tim rồi. Thôi, Rất nhanh thua cái này thì là cái khác. 45 Đợi ngàn gì? lý do Ở trước là như thế này. Với mấy con Scolago mà có thể hóng ấy. Một là con S50. Bởi vì con này là băng đạn 10 viên. Con thứ hai, các ông phải lưu tâm. Đó chính là con cô SCV kép. Bởi vì nếu như ông nào đã từng cầm con G36C nó mất dạy như thế nào rồi thì con SCV kép nó có mất dạy như thế, bởi vì tôi giả gì công vào tâm lên không giật tuyệt đối luôn nha. Và con thứ ba mà ông có thể lưu tâm tới đó là con gì nhỉ, con thứ ba mà có thể lưu tâm đó là con QX97, bởi vì con này là một dạng gì nhỉ, là AF303 mới, nhưng mà ban tặng 35 viên,